Tập 6. Nhưng mà thôi. Người mau ra đây. Đúng là tên điên, tên háo sắc mà. Ngươi làm như vậy, với các cô gái khác thì được. Không ngờ lại nhắm vào ta. Cũng không nhìn thử xem, bản thân mình là cái thá gì chứ. Ta cho người viết này. Làm tổn hại danh tiếng của ta đã đành, còn để Tống đại ca hiểu lầm ta nữa. Xem ra không cho ngươi một bài học thì ngươi sẽ không kiềm chế được ham muốn của mình. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Về nhà thôi, đi mau. Bạn nhỏ ơi, tại sao lại không vui thế? Nó không chơi với muội. Vậy muội có thể chơi một mình mà. Chơi gì bây giờ? Để huynh dạy cho muội cách chơi một mình, được không? Được ạ. Có vui không? Tự mình chơi có được không? Phim được dịch, thuyết minh. Lúc nhỏ ca ca cũng chỉ chơi một mình thôi, không có ai chơi với ca ca hết. Chỉ bằng cách này mới có thể vui lên được. Tự mình chơi đi. Chuyện gì vậy chứ? Cái này. Sao lại như vậy chứ? Lòng người và ta thật khó tìm. Tại bờ hồ Tây, kết mối duyên lành. Không phải mấy câu này Lý Đại Bổn Sự nhờ ta viết sao? Lẽ nào? Là hắn. Nhất định là hắn đã làm. Hàn đại ca, được lắm. Lần này phải nói một lần cho rõ mới được. Mở cửa cho ta. Mở cửa đi. Ai thế? Mở cửa mau lên. Ai thế? Mau mở cửa đi. Mở cửa nhanh lên. Mở cửa. Là ngươi. Ta còn tưởng là ma nữa đấy. Là ma thì tốt rồi. Nếu như không làm chuyện xấu thì ban đêm không sợ ma gõ cửa. Ta sợ quá đi. Ta đã làm chuyện xấu rồi sao? Hàn đại ca, huynh làm việc không giống nam tử Hán chút nào hết. Nếu như Kim ca ta có chỗ nào có lỗi với huynh thì huynh cứ việc nói thẳng ra, không cần hại ta như vậy. Ai hại ai chứ? Nửa đêm khuya khoắt đến đây gõ cửa vì ta muốn sửa lại Phật đường cho đương gia, đã cố gắng dành ra năm đêm mới hoàn thành được bản pháp thảo này. Nhưng bây giờ thì huynh xem đi, ai đó trộm gà không được, mất đi nắm thóc, ngươi đáng đời. Huynh nói gì ta nghe không hiểu gì hết. Hàn đại ca, nếu là vì chuyện lạnh muội mà khiến huynh hiểu lầm ta, được rồi, vậy thì bây giờ gọi lạnh muội ra đây, ta sẽ làm rõ mọi chuyện trước mặt huynh. Muội muội ta đi ngủ rồi, ta cũng chuẩn bị tắm rửa để đi ngủ đây, có gì mai rồi nói tiếp. Hàn đại ca, ta nghĩ là tối hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này mới được, nếu không mọi người sẽ không có ngày nào yên đâu. Đừng có chạm vào ta, đúng là không biết xấu hổ. Ta không biết xấu hổ. Ta đã làm chuyện gì mà phải xấu hổ chứ? Ngươi đừng giả vờ nữa. Đừng tưởng như vậy sẽ qua mặt được ta sao? Ta nói cho ngươi biết, lúc trước là ta nể mặt ngươi, cho nên không nói gì đến ngươi. Còn bây giờ thì ngươi còn tỏ ra mặt dày với ta. Ta,
Sau này, đừng có giả vờ trước mặt ta nữa. Huynh. Huynh. Huynh đứng lại đó. Huynh ấy đi đâu mất rồi? Nhất định phải tìm huynh ấy tính sổ. Tức quá đi mất, làm mình tức quá đi được. Nhất định phải nói rõ chuyện này. Tức quá đi mà, làm ta tức quá đi mất. Hàn đại ca, ta biết là huynh đang ở trong đó. Hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện này. Nếu không nói rõ chuyện này thì ta sẽ không đi đâu. Vậy thì cứ đứng ở ngoài chờ đi. Hàn đại ca, xin huynh hãy ra đây. Muốn tìm phụ nữ trong thành Lâm An này thiếu gì? Đúng là đồ vô liêm sỉ, không biết là cái thứ gì nữa, còn dám theo đuổi muội muội của ta nữa. Sớm biết như vậy, lúc đó ta đã không cứu ngươi rồi, đem ngươi chặt thành nhiều miếng làm thức ăn cho chó rồi. Huynh ra đây đi, ra đây mau, ra đây đi, mở cửa, huynh mau mở cửa đi. Nếu như huynh không ra đây, nếu như huynh không bước ra đây, vậy thì ta sẽ xông vào đấy. Huynh mau ra đây cho ta. Huynh. Sao huynh? Thật quá đáng, còn dám xông vào đây nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ háo sắc. Ta. Đồ vô liêm sỉ, người vẫn chưa xem đủ sao? Mau cút đi, người mau cút đi. Người cởi quần áo làm gì vậy chứ? Nếu như ngươi dám lại đây, ta sẽ kêu người đến đấy. Đừng, đừng làm như vậy mà, ta không có ý gì khác. Vậy còn không mau đi, ngươi mau cút khỏi đây. Quần áo của cô ướt hết rồi, ta định đưa quần áo cho cô nương. Ngươi có nghe thấy không? Mau cút khỏi đây đi, ta tưởng cô nương là đàn ông. Mau ra ngoài đi, đừng có hiểu lầm đấy. Ai thế? Là gì đây? Nghe nói lúc nãy trong phòng tắm con xảy ra chuyện. Con không sao chứ? Con không cẩn thận nên làm hư cửa phòng tắm thôi mà. Ngày mai tìm người đến sửa một chút là sẽ được thôi. Cửa phòng tắm sao lại bị hư chứ? Con mở cửa đi, để dì vào xem thế nào. Không cần đâu dì, con không sao, con chỉ cảm thấy không được khỏe thôi. Con muốn đi ngủ sớm. Có chuyện gì thì đừng có giấu gì đấy. Không có, không có đâu dì, con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Dì ơi, con muốn đi ngủ trước. Vậy thì dì về phòng trước đây. Tên súc sinh. Vậy là ta bị ngươi nhìn thấy hết rồi. Ta nhất định sẽ móc mắt ngươi ra. Không được. Lỡ như hắn nói ra hết mọi chuyện thì ta sẽ... Vậy thì cắt lưỡi của hắn ta trước. Không được. Hay là mình xử hắn ta trước. Xử hắn ta rồi, chẳng phải là xử nhẹ cho hắn sao? Vậy ta sẽ... Vậy thì ta sẽ... Từ từ... Từ từ đầy đọa hắn. Sao mình lại ngốc như vậy chứ? Đã lâu như vậy rồi, tại sao không nghĩ ra hai huynh muội bọn họ là cùng một người chứ? Bây giờ Kim Kata chẳng phải là một người xấu hổ nhất thiên hạ sao? Còn nghĩ đến nó nữa, không biết xấu hổ mà. Ta, từ lúc nào mà ta lại đê tiện như vậy chứ? Ta tìm đệ khắp nơi, sao đệ lại ở đây? Tống đại ca, huynh cứ mặc kệ đệ đi, không được đâu.
Nếu khuôn mặt đẹp trai này mà bị tát méo đi, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái đến hỏi tội ta đó. Huynh đừng có đùa với đệ nữa, người giống như đệ đây, có ai mà thèm nhìn tới đệ chứ? Cũng có lúc đàn ông bị phụ nữ bỏ rơi, như vậy mới có thể trưởng thành được. Tống đại ca, dù sao thì đệ cũng không thể ở lại đây được nữa. Ngày mai đệ muốn đi, vậy thì đệ sẽ đi đâu chứ? Đi tới đâu tính tới đó vậy? Trong Hồng Tụ thư viện này, làm gì có ai nỡ để Kim Ca đi chứ? Nhưng lại có một người muốn đệ biến mất mãi mãi. Trước mặt người đó, ta nghĩ đệ cũng đừng quá coi trọng thể diện. Một khi đàn ông vướng vào chuyện tình cảm thì rất khó kiểm soát bản thân mình. Nhưng mà vấn đề không phải là như vậy. Thực ra cũng không phức tạp đến như thế. Nếu như người con gái làm tổn thương đến trái tim của đệ, cho dù đệ có trốn tránh thì cũng không có ích gì. Vì thế đệ phải tự mình mạnh mẽ lên. Nếu như đệ làm tổn thương người đó thì sao? Vậy thì đệ càng không nên trốn tránh. Một người đàn ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thực ra, chinh phục một người phụ nữ rất đơn giản. Chỉ cần chinh phục tất cả đàn ông xung quanh cô ấy trước. Nhưng đệ chưa bao giờ nghĩ là sẽ chinh phục ai cả. Mà đệ chỉ cảm thấy trong lòng thật sự rất hổ thẹn. Hổ thẹn có ích gì chứ? Phải dũng cảm đối diện với cô ấy, phải tìm cách thay đổi ấn tượng mà cô ấy đối với đệ. Điều này là không thể. Không cần biết như thế nào, nhưng trốn tránh sẽ không có ích gì đâu. Vì thế đệ phải dũng cảm đối mặt với nó mới có thể khắc phục nó. Nhưng bây giờ ngoài trốn tránh ra thì còn cách gì đâu chứ? Dù sao thì mặt mũi cũng đã mất hết rồi. Cái gì mà không còn mặt mũi? Lần này ta có một cách hay để lấy lại thể diện cho đệ, không biết đệ có muốn làm không? Hôm nay ta bắt gặp đệ ở bên đường, thấy đệ đá một vật gì đó, đá rất tốt. Chỉ là dỗ con nít thôi. Khi còn nhỏ, đệ hay chơi một mình như vậy. Đúng rồi, đây là lúc đệ có thể bộc lộ tài năng của mình. Huynh nói cái gì? Vậy thì ta sẽ nói thẳng, bây giờ đội bóng của bọn huynh rất cần một người như đệ. Vì thế đệ hãy tham gia thi đấu cùng với bọn người đại bổn sự. Huynh bảo đệ đi đá bóng. Đừng có đùa nữa. Làm sao đệ có thể đá bóng được chứ? Thực ra, nếu đệ tham gia đội bóng sẽ rất có ích cho đệ trong việc giải quyết vấn đề đấy. Vì đệ có thể hiểu nhược nam nhiều hơn. Mâu thuẫn giữa hai người cũng sẽ sớm tan biến thôi. Nói không chừng hai người có thể làm lại từ đầu. Nhưng đệ cũng không mong đợi gì cả. Chỉ cần cô ấy đừng hiểu lầm đệ nữa là được rồi. Được, chúng ta quyết định như vậy đi. Bí mật này ta sẽ giữ kín giúp đệ. Huynh, Huynh biết được gì rồi? Tống đại ca, Huynh phải hiểu là tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ta nghĩ đệ không cần phải giải thích. Ta đã nói rồi, thích một người không có tội. Chúng ta đang nói về hai chuyện khác nhau. Thôi được rồi, ngày mai Huynh sẽ đưa đệ đến cùng tập với bọn họ. Nhưng chuyện này, đi nào. Đi thôi nào. Đến đây. Huynh, đến đây đi. Đến đây nào. Đừng cản nữa, để muội ấy đá vào. Đừng cản nữa, để muội ấy đá vào đi. Đá rất hay. Muội đá hay lắm. Đúng là thiên biến vạn hóa mà. Vạn hóa cái đầu của huynh đó. Ai bảo huynh nhường ta chứ? Ta không có. Là ta phán đoán sai hướng mà. Đúng vậy đó. Ta không tập với huynh nữa. Đại ca đúng là thông minh mà. Còn các người nữa, cá mẹ một lứa. Đại ca đến rồi. Đại ca đến rồi. Tiểu Kim ca, huynh cũng đến xem bọn đệ luyện bóng sao? Các huynh đệ đã vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Ta có một chuyện quan trọng cần bàn với mọi người. Tập luyện như thế nào rồi? Có lòng tin vào chung kết không? Tất nhiên là có lòng tin rồi. Nhưng Tôn lão nhị không có ở đây, nên chúng ta không đủ người. Tống đại ca, bây giờ bọn đệ có đủ người, nhưng không đủ năng lực. Nói ai đấy? Ta không có nói huynh, chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Vương Bi huynh đệ nói rất đúng. Ở hàng tiền đạo của chúng ta, chỉ có một mình Nhược Nam, khả năng tấn công chắc chắn không đủ. Vậy thì huynh tìm người lợi hại hơn đi. Có rồi. Chính là đệ ấy.
Huynh nói Tiểu Kim Ca sao? Là Tiểu Kim Ca thì tốt quá rồi. Ta suýt nữa thì quên mất có một cao thủ bên cạnh mà không hay biết. Tiểu Kim Ca, ta chưa thấy Huynh đá bóng bao giờ. Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Bọn Huynh không nhớ sao? Hôm đó ở ngoài cửa sông bạc, Huynh ấy đá rất hay đấy. Vừa nhìn đã biết là cao thủ rồi. Đừng có khen ta nữa. Ta không có biết đá bóng đâu. Đừng có khiêm tốn nữa. Mọi người cần phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Chờ đã. Ai đồng ý cho hắn tham gia đội bóng chứ? Chúng ta tham gia thi đấu thì phải đề phòng những người giỏi đóng kịch. Nhược Nam, sao lại nói như vậy chứ? Huynh ấy là bạn của chúng ta mà. Huynh, được thôi, nếu các người tìm được vị cứu tinh rồi, vậy thì cứ từ từ mà luyện tập. Ta sẽ rút lui là được chứ gì. Nhược Nam, rốt cuộc hôm nay muội bị sao vậy? Bây giờ nước đã đến chân rồi, tìm được người không dễ đâu. Thôi được rồi, đừng có dở tính trẻ con nữa. Nhìn mình đi, bực đến toát cả mồ hôi. Huynh đừng bị hắn lừa nữa. Thời buổi này, có rất nhiều hàng giả đó. Tiểu Kim Ca thành tâm thành ý, đến giúp chúng ta. Thành tâm thành ý. Câu này nói người khác, thì ta còn tin. Còn hắn thì, ta khinh. Hơn nữa, hắn có bản lĩnh gì mà giúp chúng ta? Chỉ dựa vào kỹ năng kém cỏi của hắn sao? Ai mà không biết chứ? Ta biết trong lòng muội đang nghĩ gì. Nhưng mà cũng phải nghĩ đến đại cuộc chứ. Hơn nữa, người ta có làm gì muội đâu. Huynh, Huynh biết được gì rồi? Tất nhiên là Huynh biết hết rồi. Huynh, nếu như Huynh còn tiếp tục nghĩ bậy thì ta sẽ không nhìn mặt Huynh nữa. Thôi được rồi, chỉ cần muội không gây rối nữa thì ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, có được không? Tống đại ca, Tống đại ca này, nếu đã như vậy rồi thì đệ sẽ không tham gia nữa đâu. Nhược Nam, hay là bỏ đi. Nhược Nam, nếu để Tiểu Kim Ca gia nhập, muốn thắng Lục Thiếu Khiêm thì chúng ta cũng có lòng tin hơn. Đúng đó, các người. Được thôi, nếu như hắn ta có bản lĩnh, muốn tham gia đội bóng, cũng không phải là không được, nhưng phải qua ải trước đã. Để xem hắn ta là một thỏi vàng hay là một cục đá, sao hả, có đồng ý không? Thử thế nào đây, chuyện này Huynh không cần lo, nếu mọi người đã ở đây hết rồi, là thật hay giả, sẽ biết ngay thôi. Này, ngươi có dám không? Được thôi, vậy thì tôi sẽ thử xem sao. Được thôi. Bóng không chạm đất, vượt qua 5 người liên tiếp. Đây không phải là vấn đề của muội sao? Cái này có gì khó đâu. Không phải Huynh nói hắn ta là cao thủ sao? Cao thủ qua ải này có khó gì đâu chứ. Không vào, không có vào. Vào rồi. Vào rồi, tốt quá đi. Ngộ mộng, không sao chứ, không sao. Bóng còn chưa chạm đất thì đã vượt qua 5 người rồi. May mắn thôi mà, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Ngươi còn phải qua ải của ta nữa. Nếu ngươi chạm được vào bóng, thì ngươi thắng. Nếu không chạm được thì ngươi thua. Được, ta sẽ thử. Nhược Nam, ta đến cứu muội đây. Phim được dịch, Thuyết Nhược Minh Nam và lồng tiếng tại phim TV. Còn không mau đứng dậy đi. Xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu. Thành thật xin lỗi, không sao, không sao cả. Huynh im miệng đi. Thế nào rồi? Ta thấy muội không còn gì để nói nữa rồi. Người như hắn thật là tệ. Rõ ràng là biết đá, nhưng lại nói không biết đá bóng với loại người này. Có yên tâm được không? Thôi được rồi, sau này mọi người phối hợp tốt với đệ ấy đấy. Ai phối hợp với hắn chứ? Cô nương, rất cảm ơn cô vì đã nương tay. Cảm ơn rất nhiều, bớt nhiều lời. Ai nương tay với ngươi chứ? Đồ thần kinh. Ta. Đừng để bụng đấy. Tính tình muội ấy là như vậy đó. Đúng vậy, không sao đâu. Chỉ cần kiên nhẫn một chút là được. Được, sau này chúng ta phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Bây giờ có Tiểu Kim Ca giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ giành ngôi quán quân. Đúng vậy, chắc chắn thắng, chắc chắn sẽ thắng thôi. Tống đại ca, thuốc nổ có bị ướt không? Bọn đệ đã bao lại rất nhiều lớp, có để lâu hơn cũng sẽ không bị ướt đâu. Đã đến lúc dùng nó rồi. Tên hôn quân, nếu ngươi có thể sống thêm 10 ngày thì coi như ngươi mạng lớn. Tiểu Kim Ca, ở bên này, Tiểu Kim Ca.
Tiểu Kim ca, bọn đệ đến giúp huynh đây. Không cần đâu, mọi người đứng qua một bên là được rồi. Sao mà được chứ, cầm kim theo thì đệ làm không được, nhưng những việc này huynh không bằng đệ đâu. Đại bổn sự này có thừa sức lực đấy. Đúng vậy, huynh nhìn đi tay của đệ toàn vết chai thôi. Đúng vậy. Vậy mọi người đem gỗ vào Phật đường đi. Được, được thôi, đi đi. Đi thôi. Nhanh lên. 1, 2, 3. Cố lên nào. Này, Tiểu Nguyên, tỷ qua đây. Ta có thứ muốn cho tỷ xem. Nhanh lên, tỷ đang bận lắm. Một lát nữa rồi xem. Đại bổn sự, ta có việc muốn tìm huynh. Huynh bận lắm. Huynh nghe ta nói đi mà. Mau đi thôi. Người nào người đấy, chỉ biết lấy lòng người khác thôi. Chẳng phải chỉ biết có mấy chiêu đó thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Có cần phải khen lấy khen để tầng bốc hắn như vậy không? Thật là hay. Thật sự rất có tài. Tiểu Kim ca đó, thật sự rất tỉ mỉ. Đến cả việc tắm cũng suy nghĩ chu đáo như vậy. Việc đi tắm sao? Hắn đã nói những gì rồi? Bản vẽ này là bồn tắm mà cậu ta định làm cho con. Cậu ta biết bồn tắm của con hư rồi, cho nên muốn làm cho con một cái mới. Dì thấy cậu ta thật sự rất chu đáo. Chu đáo sao? Hắn ta quả thật không biết xấu hổ mà. Con sao thế? Tại sao lại tức giận thế này? Có phải bị bệnh rồi không? Con không sao cả. Con chỉ cảm thấy hắn toàn nghĩ đến chuyện xấu xa mà thôi. Bồn tắm của con bị hư thì có liên quan gì đến hắn chứ? Không cần hắn phải tốt bụng như vậy. Sao mỗi lần nhắc đến cậu ta con đều tức giận như vậy chứ? Rốt cuộc con và cậu ta có mâu thuẫn gì với nhau hay không? Con không có. Vậy có phải con thích cậu ta rồi không? Nhưng mà người ta không thích con, vì vậy con mới vì yêu mà sinh hận, chuyện gì cũng đối nghịch lại với cậu ta. Dì ơi, dì muốn chọc tức con sao? Thích ai cũng được hết, sao con lại thích hắn chứ? Cho dù trên đời này chỉ còn một mình hắn là đàn ông thì con cũng không thèm để ý đến hắn đâu. Không thích thì nói không thích. Sao lại nói những lời như thế? Nhìn thấy cậu ta giống như nhìn thấy kẻ thù vậy. Tại vì con ghét hắn mà. Nhưng mà các tỷ muội ngoài kia ai cũng đều khen cậu ta hết lời, đều muốn kết thân với cậu ta. Chỉ có một mình con thôi. Dì này, không phải là dì không biết, mấy tỷ muội như Xuân Hoa gặp được người nào đẹp trai một chút là quên mất đường về. Còn phân biệt được tốt xấu sao? Cũng chưa chắc. Bọn người Lý đại bổn sự cũng hô hoán vây quanh cậu ta. Lẽ nào cũng chú trọng đến vẻ ngoài của cậu ta sao? Là do bọn họ tứ chi phát triển, đầu óc suy nghĩ đơn giản thôi. Làm sao biết được sự xảo quyệt của hắn? Vậy ý của con là trong tất cả mọi người chỉ có con mới nhìn thấu được cậu ta sao? Tất nhiên rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai của hắn, nói không chừng sau lưng âm thầm hãm hại người khác. Dì ơi, dì tuyệt đối không để loại người như vậy làm cho mở mắt đấy. Có đáng sợ như vậy không? Con nói thế là dễ nghe lắm rồi, lời của người khác còn khó nghe hơn. Vậy rốt cuộc con và cậu ta? Dì này, dì lại như vậy nữa rồi. Không phải con đã nói rồi sao? Con và hắn không có gì cả. Vậy sao dì nghe nói? Nghe nói gì chứ? Cậu ta nắm được điểm yếu của con, nên con mới hận cậu ta như vậy. Tên xấu xa đó lại đặt điều bị chuyện nữa rồi. Chẳng qua hai đứa con chỉ là thế nào? Dì này, dì đừng chất vấn con nữa mà. Thôi được rồi, dì không chất vấn con nữa. Còn về chuyện cái bồn tắm, con vẫn nên tìm cậu ta nói chuyện đi. Con, dì này, con phải nói với dì bao nhiêu lần thì dì mới hiểu đây? Tức quá đi mất. Tiểu Kim ca, thế nào rồi? Không được. Cho dù đệ có nói đến tối thì ta cũng không đi để làm trò cười đâu. Luôn miệng nói là huynh đệ tốt, huynh giúp đệ lần này đi mà. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt mà hùa với người ta, để chơi ta, để lừa ta. Chơi huynh sao? Đừng có giả vờ nữa. Đệ rõ ràng biết Nhược Nam là con gái, còn hùa theo cô ấy. Xem ta là thằng ngốc sao? Trong thành Lâm An này, già trẻ lớn bé gì, ai cũng biết muội ấy thích nữ cải nam trang, chỉ có huynh là không biết. Người ta không lừa huynh thì lừa ai đây? Cho nên đệ thấy người gặp nạn mà không giúp, thấy ta bị bắt nạt cũng không nói cho ta biết. Ta khờ, ta ngốc, ta thậm chí còn viết thư tình cho đệ nữa. Huynh, đi đi chỗ khác. Tiểu Kim ca, nhỏ tiếng chút đi, nếu để người ta nghe thấy thì đệ sẽ mất mặt lắm. Sợ gì chứ? Thực ra cô ta tặng khăn cho đệ trước mà. Nếu như nói mất mặt thì đệ chỉ xếp thứ hai thôi. Hơn nữa, chuyện này có gì mà mất mặt chứ? Nếu như đệ không nói với cô ta thì làm sao cô ta biết được tâm ý của đệ chứ? Đừng nói là mở miệng, vừa nhìn thấy muội ấy thôi là chân đệ đã đứng không vững rồi.
Tiểu Kim ca, huynh có lòng tốt, giúp đệ đi mà. Giúp đệ? Ta? Thì ai giúp ta đây? Ta lo chuyện của ta còn chưa xong. Cô ta cho rằng bức thư ấy là ta viết. Nếu để cô ta bắt gặp một lần nữa, thì cô ta sẽ chặt ta thành từng khúc, rồi sau đó đem cho chó ăn. Có đáng sợ như vậy không? Không chỉ là đáng sợ, thực sự rất khó tin, không thể tưởng tượng nổi đâu. Tiểu Kim ca, huynh đừng có tức giận nữa. Huynh nghe đệ nói. Mắng cũng bị mắng rồi, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, có phải không? Hay là huynh cứ gánh lấy mọi chuyện đi, đừng đụng vào tổ ong vỏ vẽ nữa, để tránh cả ba bên đều bị tổn thương. Vậy là đệ muốn ta gánh hết mọi chuyện dùng đệ, có đúng không? Không phải đâu. Những người niệm Phật như huynh không phải có câu ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục sao? Ta vào địa ngục. Vậy thì đệ đi đâu? Chắc chắn đệ sẽ thắp nhang cho huynh, đốt giấy tiền vàng bạc cho huynh, còn cả miếng ăn giấc ngủ cho huynh nữa. Ta... bỏ đi. Chuyện đã đến mức này rồi, cho dù có kéo đệ vào chuyện này cũng không giúp được gì cho ta. Tiểu Kim ca, huynh đúng là huynh đệ tốt. Huynh đệ tốt thật sao? Thật đấy, thật sao? Thật mà, là thật sao? Là thật đấy, thật hả? Tất nhiên là thật rồi, thật sao? Là thật đấy, thật này, là thật này. Là huynh đệ tốt thật sao? Thật đấy. Không cố tranh giành mùa xuân, mặc cho hoa ghen tị muôn phần. Ra đây ngay. Thì ra là muội. Thật không ngờ huynh múa kiếm lại oai hùng đến thế. Xem ra võ công của huynh tiến bộ không ít. Võ công tầm thường thế này chỉ làm người ta chê cười thôi. Có thể múa kiếm hay được như vậy, người khác nhìn thấy khen ngợi còn không kịp, sao lại cười chê được chứ? Nhưng mà chỉ vì một lúc ngẫu hứng mà phải khiến lá xanh trên cây rụng xuống đất biến thành bùn, có phải đáng tiếc quá không? Phụ nữ các muội thường đa sầu đa cảm. Lẽ nào cảnh tượng vừa rồi không đẹp sao? Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi. Nhưng nếu gây nguy hiểm đến tính mạng thì có vẻ không đáng chút nào. Sao lại không đáng? Lá mọc trên cây, sau một trận gió mạnh thổi qua thì tất cả sẽ trơ trụi thôi. Hơn nữa, cảnh tượng lá rơi vừa rồi quả thật là xưa nay khó thấy. Cho dù có hy sinh thì cũng rất đáng. Muội hiểu mà. Đây cũng là ý nghĩa của câu huynh nói, để một vị tướng thành công phải trả giá bằng hàng nghìn mạng sống. Thực ra là như vậy. Trong những ngày huynh về đây, thật khó để thấy huynh thoải mái như vậy. Chắc không phải có chuyện lớn gì sắp xảy ra chứ? Đời người có được mấy lần như thế? Chỉ cần ta có thể thỏa lòng mong ước, như vậy cũng không uổng phí những ngày tháng im lìm này. Xem ra không phải là chuyện nhỏ rồi. Vì chuyện này, huynh có thể buông bỏ tất cả sao? Ta có thể buông bỏ mọi thứ, nhưng mà muội biết đó, có một điều ta không thể buông bỏ. Nếu biết không thể bỏ xuống được thì không cần phải miễn cưỡng nữa. Như vậy sẽ làm khổ chính mình thôi. Hồng Lệ, muội có thể ở lại với huynh thêm một lát nữa không? Đêm khuya gió lạnh, cẩn thận đừng làm hại sức khỏe của mình. Tốt hơn hết là về sớm nghỉ ngơi đi. Cố lên.
Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Không ngờ hắn tả đá cũng hay đấy. Thực sự là một đối thủ đáng gờm. Lúc thi đấu, nhất định phải cạnh tranh với hắn một phen. Đá hay lắm. Có sức mạnh. Có sức chịu đựng nữa. Có sức mạnh chân. Toàn thân Kim Ca đều có sức mạnh. Ta thích lắm. Tiểu Kim Ca, huynh đá hay thật đấy. Ta rất khâm phục huynh. Tiểu Kim Ca, thành thạo tất cả 18 loại võ nghệ. Vậy thì bọn đệ phải làm sao đây? Nói đi, đệ đang khen hay mắng ta đấy? Đương nhiên là khen huynh. Tất nhiên là khen huynh rồi. Làm ta không thoải mái chút nào. Kim Ca, bọn muội đến rồi đây. Kim Ca. Phim được dịch, Huyết Minh. Bọn muội đến đây. Huynh thật là lợi hại. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Tránh qua một bên đi. Kim Ca, nếu có người dám mắng huynh thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Đúng vậy đó. Đi chỗ khác. Nhìn cái gì chứ? Kim Ca đúng là có sức mạnh. Có sức bền. Có sức mạnh ở chân. Có khả năng chịu đựng nữa. Toàn thân đều mạnh mẽ. Bọn muội đều thích lắm. Cứu mạng với. Được rồi. Bọn muội rất thích huynh. Được rồi. Các cô thả đệ ấy ra đi. Tống đại ca. Tống đại ca ơi. Tống đại ca, giúp đệ với. Các đệ ấy còn phải tập luyện nữa. Không được làm ảnh hưởng đến họ. Đừng có như vậy mà. Đừng có làm trò này nữa. Tống đại ca, vẫn là huynh có cách. Sao Nhược Nam lại không đến? Chuyện này đệ cũng không biết nữa. Dì còn tưởng là con đi luyện bóng rồi chứ. Chân của con bị sao thế? Con không cẩn thận nên chật chân rồi. Bọn con sắp thi đấu rồi. Vậy phải làm sao đây? Chẳng sao cả. Dù có con hay không cũng không quan trọng. Chẳng có ai quan tâm đến con. Con đã thoa rượu thuốc chưa? Con thoa rồi. Kỳ lạ. Sao hả? Không phải con đã nói mỗi lần ngửi thấy mùi rượu thuốc thì con sẽ đau đầu sao? Sao lần này lại không có thế? Thuốc. Thực ra con không có thoa thuốc. Con sợ gì cằn nhằn nên con mới nói là thoa rồi. Thật là, con luôn miệng nói mình là đại phu nữa chứ. Dì sẽ về phòng lấy thuốc qua cho con. Dì ơi, không cần đâu. Dì không cần lấy thuốc đâu. Không cần thì không cần. Sao lại gấp gáp như thế? Đến mức toát cả mồ hôi. Vậy thì con nghỉ ngơi đi. Vương Biêu, huynh nhìn lâu như vậy rồi, chi bằng ra đây cùng luyện tập đi. Đúng đó. Mau qua đây đi. Huynh có biết đá không vậy? Có bản lĩnh thì đến giành bóng đi, đừng nói nhiều nữa. Huynh ấy không đến để đá bóng, mà đến để phá đám đấy. Nhịn chút đi mà, mọi người đều đến đây để đá bóng. Nể mặt Tống đại ca, đừng làm mất hòa khí đấy. Đá bóng thì đá bóng, sao lại đá như vậy chứ? Bóng hay lắm. Thôi bỏ đi. Các người đá bóng hay đá người thế? Vương Biêu. Đá bóng là phải có va chạm. Đứng dậy. Tống đại ca. Đá bóng là phải có sự phối hợp. Huynh ấy chỉ là tạ xung hữu đột thôi. Có lẽ không thích hợp để chơi bóng lắm. Đúng vậy. Đá bóng kiểu này nhất định sẽ thua. Vậy sao? Ta nghĩ chơi bóng thì nên mạnh mẽ. Xông xáo lên như vậy. Khi Vương Biêu vừa mới ra trận thì bọn đệ đã bị rối lên như vậy. Nhưng mà đến lúc thi đấu chúng ta cũng phải giống như vậy. Đừng để khí thế của đối phương áp đảo chúng ta. Chúng ta phải chủ động ra tay trước, áp đảo khí thế của đối phương. Một trận đấu giống như một trận chiến vậy. Chúng ta không thể vừa vào trận thì đã thua. Nhưng Vương Biêu cũng có chút quá đáng. Vì đệ ấy không biết phối hợp. Dù sao bây giờ cũng là luyện tập. Bọn đệ cứ dạy đệ ấy nhiều hơn, phối hợp luyện tập với nhau. Ta thấy mọi người cũng mệt rồi, mai rồi hãy luyện tiếp. Được, mau về đi. Được. Đi, đi thôi. Tống đại ca. Cả ngày Nhược Nam không đến, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Phim được dịch. Có lẽ Nhược Nam bận việc gì đó nên không kịp báo với chúng ta thôi.
Vương Biêu, cứ tiếp tục như thế sẽ làm hỏng chuyện của ta mất. Thật ra đệ chỉ muốn cố gắng hết sức thôi, nhưng không ngờ, im miệng, tốt nhất đệ phải biết giữ quy tắc, đừng gây rắc rối cho ta. Thời cơ sắp đến rồi, ta không muốn ai gây rắc rối, làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Tô Nhị Lang, Kim Ca, đến rồi sao? Nào, tiểu muội muội, vẽ xong rồi đây, vẽ giống quá đi. Tiền đây, đi thôi, cảm ơn, vết thương ở chân còn chưa lành. Ngồi xuống nghỉ một lát đi, nếu không sau này sẽ để lại tật đấy. Dù sao thì cũng không có gì làm, nên bày một quầy hàng, cho đỡ nhàm chán. Đỡ nhàm chán, vậy tại sao không xem mọi người đá bóng? Xem bóng thì không ai trả tiền. Có phải là có chuyện gì khó nói không? Sao không nói với mọi người chứ? Mọi người có thể nghĩ cách giúp đệ mà. Có những việc cần phải tự mình làm thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm được. Thường ngày thấy vẻ vô tư của đệ, không ngờ trong lòng lại có nhiều tâm sự như vậy. Cha đệ mất sớm, từ nhỏ hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhưng khi mẹ đệ mất thì đệ vẫn còn là một đứa con nít, chuyện gì cũng không biết, chỉ biết mỗi việc an táng mẹ thôi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại thấy không yên tâm. Đôi khi nằm mơ còn thấy mẹ đến đòi tiền của đệ nữa. Ban ngày nghĩ đến chuyện gì thì ban đêm nằm mơ sẽ thấy chuyện đó. Vì thế đệ hãy nghĩ thoáng lên, đừng để cho mẹ của đệ ở dưới suối vàng phải bận tâm vì đệ nữa. Thật ra đệ cũng không có nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn vất vả hơn một chút để tiết kiệm một chút bạc, đặt một cái bia và xây một ngôi mộ cho mẹ. Những việc này vốn phải làm trong ngày giỗ năm nay của mẹ đệ, không ngờ lại gặp tai họa bất ngờ, chân đệ lại bị như vậy. Xem ra mẹ đệ phải chờ đến năm sau rồi. Tâm ý của đệ, mẹ của đệ chắc chắn sẽ hiểu mà. Suốt dọc đường đệ không nói chuyện, đang nghĩ gì vậy? Thật ra đệ muốn xây lại một ngôi mộ mới cho mẹ của Tôn Nhị Lang, để đệ ấy yên tâm dưỡng thương. Đi, đi mau lên. Đã là lúc nào rồi? Còn vì những chuyện này mà hao tâm tốn sức, ta đã phiền lòng lắm rồi. Không phải người này bị thương, thì người kia lại không đến, sắp tới trận đấu rồi. Nếu như vậy mà bị thua, tất cả công sức như đổ sông đổ biển. Nhược Nam không đến, có lẽ là vì đệ. Sao có thể chứ? Cô ta và đệ có sự hiểu lầm. Có hiểu lầm gì chứ? Đừng vì những chuyện nhỏ này mà bận lòng. Cho dù đệ làm chuyện gì đều có thể chọc giận cô ta hết, trốn cũng không trốn được. Con gái mà, luôn thích dở tính khí trẻ con, không cần để ý tới cô ấy, nói vài câu dỗ ngọt, qua vài ngày sẽ ổn thôi mà. Hay là để đệ rút khỏi đội đi, để khỏi phải vì đệ mà làm mất hòa khí của mọi người. Vậy đệ nghĩ như thế có thể giải quyết được vấn đề sao? Điều đó sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn, làm khó ta và Tiểu Lương Sơn. Vì thế đệ nghĩ thử xem, đệ rút khỏi đội vào lúc này, ta và Tiểu Lương Sơn còn có thể nói được gì chứ? Nhưng trong lòng mọi người không thể nào không có ý kiến. Chỉ vì một xích mích nhỏ giữa đệ và Nhược Nam mà để sự cố gắng của mọi người đều tan biến cả sao? Có đáng không? Nhưng mà, đừng có nhưng mà nữa. Ta nghĩ đệ phải học cách đối phó với bọn con gái, đừng để họ sỏ mũi dắt đi. Nhưng mẹ đệ thường nói, phụ nữ là nguồn cơn của tai họa, chỉ có thể trốn, không thể động vào. Thôi được rồi, ta sẽ giải quyết chuyện của Nhược Nam, vì thế đệ cứ yên tâm mà luyện bóng đi. Quan đại nhân, xin hãy rủ lòng thương đi mà. Nhà của ta còn bốn miệng ăn phải lo nữa. Diều của ngươi đã bị tịch thu rồi, dẫn đi, nhanh lên, đừng có nhiều lời. Xin đại nhân tha mạng, đi mau lên. Có chuyện gì thế? Có lẽ vì hoàng thượng muốn đến xem trận đấu nên phòng bị cả trong và ngoài thành để đảm bảo an toàn nhất có thể. Từ giờ đến ngày thi đấu còn xa lắm, mà bây giờ đã bắt đầu phòng ngừa rồi. Suy cho cùng, long thể hoàng đế quý giá như vàng, có ngôi vị cao quý nhất, nếu như có chuyện gì xảy ra, ai có thể gánh nổi chứ? Ai dám lấy cái đầu mình ra để đùa chứ? Đôi khi nhắm mắt mở mắt cho qua mọi chuyện, bọn lính kia có tuần tra thế nào chúng ta cũng không thể quản được. Nhưng mà tại sao phải để bá tánh kinh sợ như vậy chứ? Đây không phải là kinh sợ mà là chịu khổ. Tống đại ca, Tống đại ca, tại hạ. Hàn cô nương ơi, cô mở cửa ra đi. Hàn cô nương, người có biết phiền không vậy? Không có chuyện gì làm, đêm khuya còn đến đây gõ cửa.
Tại hạ. Nghe nói chân của cô bị thương. Bị ngã đấy, nên không thể đi được nữa. Vậy có đi xem đại phu chưa? Không cần ngươi quan tâm. Bây giờ ngươi vui rồi, vừa lòng rồi chứ? Chắc trong lòng thầm cười, cười đến nỗi mất mạng. Không ai chôn xác giúp ngươi đâu. Cô phải nhớ là tự chăm sóc bản thân mình đấy. Đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Đừng tưởng ai cũng bị ngươi lừa. Ta không mắc mưu của ngươi đâu. Mau đi ra ngoài đi. Cô. Hàn cô nương. Hàn cô nương ơi. Hàn cô nương. Ta nói cho người biết, bổn cô nương không mắc mưu của ngươi đâu. Nhìn thấy bản mặt này của ngươi là ta đã tức giận rồi. Hàn cô nương, tại hạ đến đây chỉ muốn xin ít thuốc trị thương thôi. Ngươi bị điên rồi sao? Đến cả ta còn không có thuốc để thoa mà ngươi còn đến xin ta nữa. Tại hạ không phải là mắt thần đâu, sao biết được cô có thuốc hay không chứ? Đáng đời, cho người đau đến mức không chịu nổi. Cô nghe tôi nói đã, thuốc trị thương này không phải là cho tại hạ dùng, mà là cho Tôn Nhị Lang. Ta nghe đệ ấy nói số thuốc của đệ ấy hết rồi. Ngươi không có chuyện gì làm sao lo chuyện bao đồng? Tưởng mình là đại cứu tinh sao? Không biết là đang làm phiền người khác sao? Ra ngoài đi. Lẽ nào lòng dạ cô sắt đá hay sao? Không màng đến tính mạng của người khác. Ta thà quan tâm đến một con lừa còn hơn là để ý đến ngươi. Chuyện này, đàn bà đúng là đàn bà. Ta thôi bỏ đi. Thuốc nổ chuẩn bị đến đâu rồi? Vẫn chưa nắm được trọng lượng. Lúc thì nhiều quá, lúc thì ít quá. Cho nên đệ phải nhanh lên. Cần gì nghĩ nhiều, để nhiều thuốc nổ một chút. Nổ cho chó gà bay tán loạn hết lên. Làm như vậy thấy thế nào? Không phải gói há cảo, càng nhiều nhân càng tốt. Đại ca, thuốc nổ của chúng ta sắp hết rồi. Sợ là không đủ dùng. Nhanh như vậy sao? Tống đại ca, ngày mai đệ sẽ vào thành mua thêm. Và đệ cũng biết gần đây binh lính rất nhiều, canh phòng nghiêm ngặt. Vì thế đệ sẽ cẩn thận hơn. Ta còn không tin đệ sao? Và đệ thấy đó, hôm nay đệ ra sân đá bóng, ta cũng không nói đệ nửa lời. Lúc đó, không phải ta còn giải vây cho đệ nữa sao? Ta biết người nào có thể tin được mà. Bây giờ vào thành, nhất định phải hết sức cẩn thận. Nếu bọn đệ có sơ suất gì, thì kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói.